Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Dự định ngoại hạng Anh trận Everton với Quốc Phục. 21 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2021. Vòng 9 ngoại hạng Anh, Everton tiếp tục được thi đấu trên sân nhà để tiếp đón Watford. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu khó khăn dành cho đội chủ nhà. Sự ổn định chắc chắn là điều mà Everton không thể có tại ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay. Chỉ cần nhìn vào những trận đấu gần đây của Everton, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Sau khi đánh bại Burnley 4-1 vào giữa tháng 9, Cerber kể từ đó chỉ có thêm một chiến thắng duy nhất sau 4 vòng đấu tiếp theo. Vòng đấu đã qua, Everton được thi đấu trên sân nhà và có màn đối đầu mang ý nghĩa quan trọng với West Ham. Thế nhưng họ lại thi đấu khá thất thường và chịu lấy trận thua 0-1. Đó đã là trận thứ hai liên tiếp mà Everton không có được chiến thắng. Với mục tiêu có mặt trong top 4, nhưng màn trình diễn hiện tại chưa thể nói rằng đội bóng huấn luyện viên Rafa Benitez có thể làm nên bất ngờ. Bên trên chiến tuyến, thật không may cho Watford khi trận ra mắt tân huấn luyện viên Claudio Ranieri lại phải đụng độ Liverpool hung mạnh. Mặc dù đã có vài sự thay đổi trong lối chơi, tuy nhiên Watford vẫn chịu lấy trận thua rất đậm 0-5. Sau 8 vòng đấu, đội khách chỉ xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 7 điểm trong tay. Từ đầu mùa, Watford mới thắng 2, hòa 1 và thua đến 5 trận. Hiện tại cách biệt giữa Watford đối với nhóm cầm đèn đỏ là rất gần. Có thể thấy rằng chặng đường đi phía trước của Watford vẫn còn rất chông gai, thế nên họ cần phải cố gắng rất nhiều. Dự đoán bóng đá kèo châu Âu, hai đội hòa nhau. Ngoài lợi thế được chơi trên sân nhà, Everton còn đang có sự nhỉnh hơn về kết quả đối đầu. 10 lần đụng độ Watford đã qua, họ thắng đến 5, hòa 2 và thua 3. Lúc này Everton đang thiếu ổn định về mặt phong độ, trong khi Watford đã thay đổi diện mạo dưới thời huấn luyện viên mới, do đó họ sẽ có thể ra về với một điểm trong tay. Đội hình dự kiến Everton với Watford: Everton 4-2-3-1, Pickford, Godrey, Mina, Kinn, Day, Docker, Tom Davies, Tassen, Gray, Gordon, Rondon, huấn luyện viên Rafa Benitez. Watford 4-2-3-1, Foster, Femenia, Ekong, Kepcat, Rose, Từ Phan, Sissoko, Sa, Cleverly, Dennis, Kinn. Huấn luyện viên Claudio Ranieri. Dự đoán kết quả giữa hai câu lạc bộ Everton và Watford. Dự đoán kết quả chung cuộc hòa 1-1. Bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin phép khép lại và xin hẹn quý vị vào những bản tin sau. Mời quý vị nhớ đón xem và đừng quên ủng hộ. Đồng hành trên kênh gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin chân thành cảm ơn.